Bàn học thông minh iSmart Superstar S1200 là mẫu bàn học được sản xuất từ cốt gỗ tự nhiên, bền đẹp và an toàn cho con. Bạn có đầy đủ tính năng của bàn học thông minh như chống gù, chống cận và được đánh giá rất cao trong phân khúc. Ngoài ra, sản phẩm bàn này cũng giúp bảo vệ sức khỏe cho con, tăng sự tập trung và cải thiện kết quả học tập. S1200 có kích thước là 120x65cm, là mẫu bàn học full size, cho con có một không gian học tập rộng rãi. Bàn có cơ chế điều chỉnh độ cao bằng tay quay từ 52-75cm, phù hợp với các bạn từ 3 tuổi đến khi trưởng thành. Phần mặt bàn có thể nghiêng lên tới 50 độ bằng piston thủy lực cỡ lớn, còn thoải mái học tập mà không lo bàn rung lắc. Ngoài ra, bàn được phủ một lớp matte chống lóa, chống bám bụi, hạn chế ánh sáng mạnh phản chiếu vào mắt con, giúp bảo vệ mắt. Bàn học iSmart Superstar S1200 được tích hợp sẵn giá sách lớn, ngăn kéo ẩn, bảng từ ghi nhớ và ngăn tủ để con tự lập trong việc sắp xếp đồ đạc và trang trí góc học của mình. Bàn S1200 sẽ tích hợp khi sử dụng cùng mẫu ghế chống gù Hanover C02. Mẫu ghế này có thể thay đổi độ cao, độ sâu lưng ghế, giúp nâng đỡ và giữ được tư thế ngồi học chuẩn cho con. Đệm ghế được làm từ cao su non nguyên khối, êm ái và bọc vải cao cấp, thoáng khí, có thể tháo rời để vệ sinh. Tặng kèm đèn học đa năng iSmart V3 khi mua bộ sản phẩm này. Bộ sản phẩm được bảo hành chính hãng lên tới 3 năm, bảo trì trọn đời và miễn phí giao hàng trên toàn quốc. Đến Diego để trải nghiệm ngay thôi. Bàn ghế chống gù Diego cùng con đi tới tương lai.